À. Ha. Đúng rồi, mùi đúng không? Nó làm bông đất đẹp quá hả? Ở đây bướm bướm có màu ha. Ờ, nó màu trắng. Màu vàng. Đây này nó màu trắng xanh. À dạ, trắng hơn vàng vậy đó. Đất đỏ đẹp quá ha. Đây đúng là làng quê ha. Không phải làng quê mà là nó buôn làng.